Hello. Xin chào tất cả em ở channel của Nụ Hoàng Vlog. Thì nay anh em chúng tôi sẽ đi chặt tre anh em ạ. Để làm cà kheo. Đấy. Về với tuổi thơ ngày xưa chúng tôi hay chơi anh em ạ. Thì anh em cùng theo dõi nhá. Đi thôi, let's go. Thì làm cà kheo phải để lại một cái đốt anh em. Đấy, hai cái đốt là để lại. Xong còn lại mình bỏ đi. Giờ thì mình sẽ lạp cà kheo anh em. Mấy này mình là lâu mình đi đốt nó đi. Rồi mình chặt vào đây anh em ạ. Để trò chơi mà các thành phố ấy, ở quê mình chưa được chơi anh em ạ. Đấy. Cũng không biết cách làm luôn. Thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cùng làm nhá. Mình chặt tiếp các đoạn ở dưới này nhé. Đấy. Giờ xong rồi mình sẽ luồn vào đây. Thế bây giờ mình sẽ luồn vào chỗ này. Đấy, bây giờ đã thành cái khà kheo anh em. Ok rồi anh em ạ. Hai anh em, thì bọn mình đã làm hoàn thành xong cái cà kheo. Đấy, thì tôi thiết kế là
từ hai cây tre dài khoảng 2 mét anh em ạ, cái là 2,5 mét tùy chiều cao của mọi người. Còn cái này là 50 phân, hơn là mình đục lỗ đây, đục hai lỗ ở dưới nữa đấy. Xong rồi cái đây, cái này thì mình làm một cái đốt đây, như là một cái đốt đấy, sẽ thành một cái cà kheo. Bây giờ thì mình test thử cho anh em xem mà mình đi cà kheo anh em nhé. Đấy, bắt đầu nào. Hai anh em, giờ mình test thử cà kheo anh em nhé. Rồi, em ở trình độ cao lắm mới biết đi cái này được. Đấy. Nào là mình làm một trò chơi cà kheo. Đây là phải tập luyện mới đi được nhau, không không đi được. Đã test thử xong cái cà kheo thì cảm ơn anh em đã xem như like, đăng ký kênh của mình nhá. À, chào tất cả anh em. Yeah.